con trong cuối cùng này này, con này nó yêu em lắm rồi này. Yêu quá, hôm nay cho nó lên đường luôn hả? Yêu em lắm rồi này, hôm nay cho lên đường nhá. 77.900.000 là 150, biển số 48. Anh em nào mua em bớt cho 2.900.000, em bán đúng 75 triệu. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay một cái lô xe nó mới về trong hôm nay nữa nha mọi người. Có ẹt 150 này, NVX này, Vigner V1 này, nói chung là về rất là nhiều luôn. Liberty này. Anh chị và các bạn mình chịu khó mình xem clip á. Anh hát nữa đúng không? Rồi. Thì đó, bây giờ mình sẽ quay cho anh chị và các bạn nha. Địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Số điện thoại là 0923714 và 48 á. Các bạn nào mua thì các bạn liên hệ nha. Ở đây hiện tại có thể là góp 0 đồng. Đó, đối với xe mua dưới 40 triệu nha mọi người. Ok, qua đây trước đi. Hai em này mới tắm xong, báo giá nhanh luôn cho anh chị em mình luôn. Đầu tiên là một con VX phiên bản 155 ABS 2010, con này 2018. Xe nói chung là rất là đẹp đấy cả nhà nhé. Mới rửa xong. Đó, NVX mới về trong hôm nay luôn này. Con này giá là 26.900.000 cả nhà nhé. 26.900.000 ạ. Họ mới về nên cập nhật giá luôn. Dạ, 26.900.000 các 26. Bạn góp là góp 0 đồng. Nói về vấn đề góp thì anh chị em chỉ cần chuẩn bị cho em chứng minh, bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị em là cái 40 triệu, xe dưới 40 triệu là không cần trả trước. Nếu anh chị em mà chưa có chuẩn bị được tài chính thì chỉ cần cầm chứng minh đến cho em là em sẽ hỗ trợ lên hồ sơ. Và độ tuổi để mua trong cái gói này là từ 20 tuổi cho đến 59 tuổi ạ. Đó. Và tiếp theo đây là một con Winner V. V1 màu xanh trắng. 67K1934. Con này là rất là đẹp nha cả nhà. Nói chung là Tết nhất đến nơi rồi. Bên cửa hàng thì nhập về những con xe nó tương đối là sắc nét. Xe rất là đẹp để cho anh phục vụ anh chị em ngày Tết. Con này là 25.900.000 ạ. 25.900.000 biển số okay. 67. 25.900.000. Thì cái vì cái mùa này thì nói vấn đề nữa là vấn đề là ship xe bán online thì bên cửa hàng vẫn đang hỗ trợ cực tốt trong vấn đề này. Anh chị em nào ở xa không tới được thì chỉ cần đặt cọc cho em vài triệu em sẽ ship xe. Khi anh chị em nhận được xe thì anh chị em chuyển nốt cho em qua số tài khoản. Bán online thì nó có một cái nữa là anh chị em cần lưu ý là nhắn tin hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Em sẽ quay chi tiết và hình thức thanh toán như thế nào thì em sẽ chia sẻ, em sẽ nói trên Zalo. Thì để cho nó nhằm một mục đích cho nó an toàn khi mình giao dịch, đỡ phải thiệt hại đến anh chị em nhé. Qua bên đây nữa. Đây là chiếc xe này chưa rửa. Liberty. Liberty. Liberty máy, con này là máy V3. Biển số 70. Máy 3V hả? Xe còn đẹp lắm ạ. Sơn zin hết. Chưa rửa nha mọi người. Chưa rửa luôn, nước sơn zin đét luôn. Con này giá bao nhiêu anh? Con này giá 17 triệu. 17.900.000. 17.900.000. 17.900.000. Rồi, qua em Liberty biển số 70 luôn. Con này thì là thắng ABS đấy cả nhà. Liberty S hả? ABS. Ok, đó. Xe để lâu lắm rồi nổ vẫn cứ... Con này giá nhiêu anh? Con này 26.900.000 nhé. 26.900.000. 26.900.000. Bỏ siêu rút nữa không? Siêu rút của mình luôn hả? Rút khách đổi không? Siêu rút lúc nãy em kia em đến là mua SH mà chạy siêu rút tới thì gửi lại luôn. Mưa gỡ lại hả? Rồi. Mùa này thì về NVX thì khá nhiều bởi vì cái dòng này bây giờ là đang hot, anh em tìm mua rất là nhiều luôn, thì em cũng cập nhật thường xuyên những dòng này. Con này đen nhám biển số 84, giá của nó là 25.900.000 ạ.
25.900 nữa. 25.900 nha mọi người. 25.900. Rider nữa, AB hả? AB, con này biển số 63 đúng không? Đúng rồi, 63. 63, con này bán cho anh chị em 19.900 thôi. 19.900 à? 19.900. Chưa lột keo mọi người. Keo nó lem nhem á. Đang có keo. Máy cực ngon. Gara này thì bán rồi. À, Rider này bán luôn hả? Rider bán rồi. Con này Vinny cũng bán luôn à? Đấy, cứ mới xuống xe xong chưa kịp rửa khách chốt luôn. Đó, khách chốt luôn này. Vinny vừa về rồi. Mẫu 2021 đấy nha cả nhà nhá. Mẫu 2021, tem đẹp không? Tem 2021 này, chốt luôn. Nó đang cài xuống máy xuống khung này mọi người. Rồi, tiếp tục Novix nữa nè mọi người. Novix 125. Con này 2018, phuộc dầu. Đẹp lắm. 125, biển số 66G1. Con này chỉ 22.900 thôi ạ. 22.900 là mình có Novix rồi ạ. 22.900 à? 22.900. Rồi, 22.900. Rồi, rồi qua. F150. F150. Đó. Thì mùa này về rất là nhiều. Có con này giống còn bọc keo anh. Con này còn bọc keo. Đúng không? Số 68X1 53284. Mới vừa về luôn, mới rửa lên đem lên ra luôn mọi người. Con này giá nhiêu anh? Máy thì thầm. Con này là 31.900 ạ. 31.900 à? 31.9 triệu ạ. Dạ. Đó. Rồi. 31.900 nha mọi người. Mấy bữa nay thì bắt cái bóng điện lên luôn cho sáng. Về bán liên tục. Nhiều trống trải nữa hả? Về ngày hôm qua thì anh chị em ủng hộ rất là nhiều. Cho nên là hôm nay là phải cập nhật liền. Không có thì là chống nhà. Làm sân đá bóng. Con này 2017. Cái tem trước nó hơi chảy, khả năng thay bộ tem. Thay cái tem. Con này giá nhiêu anh? Này 25.900. 25.900. 25.900. Ồ, nhìn thấy con Vision bản cá tính này. Bản đặc biệt chứ. Xe đấy ra cho con Vision ra. Ôi giời ơi, Vision này mà bạn nào mà có nhu cầu mua mình liên hệ mua liền nha. Hàng này không có đâu nha mọi người. Hoặc là cho nó ra góc này cũng được này. Vision này là 2021 nhé cả nhà. Rồi bản này. Bản spec Asian này. Bản này là bản cá tính. Bản này bản mắc tiền nha mọi người. Mắc tiền. Mắc tiền nó cùng với cái bản màu xám. Đi có hơn 100 cây số à. Hơn 100 coi à. Thì đâu khác gì con xe mới đâu. Chả khác nào mà cần cho ta. Vision mẫu này á thì liên hệ mua. Quá đỉnh, để tí mình quay chi tiết cho. Đẹp quá cho ra quay cho anh chị em coi. Anh em mình xem thì mình nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông nha, chia sẻ mạnh mạnh á. Tại vì xe nó về liên tục mình cập nhật cho mọi người ha. Đó, bản Vision. Bản này là mua tiết kiệm đi rất là nhiều nè mọi người. Bản này hiện tại mọi người ra mua sim mới ra tiền phải trên hàng 4 nha mọi người. Đó, biển số rất là đẹp luôn. Tí nữa quay cái bảng số ai hết hồn luôn. Đó, kính zin nó chung là con này zin hết. Được ốp inox đồ rất zin là đàng hoàng. Bật sẵn đồng hồ đây đây. 200. 212 coi. 212 cây. Rồi đẩy bộ từ hết. Ôi trời ơi cái biển này. Cái biển này. Cái biển anh nào mà bạn nào mà ở 36 thì mua biển này thì nhất nha. 22278 biển gì á? 36 đúng không? Ừ. Muốn luôn bây giờ. Con này không có vết tròi luôn. Đó, không một vết chảy. Vision 2021. Con này hiện tại giá sao anh? Giá của nó là chỉ có 32.900. Ồ 32 triệu mọi người. Được không? 32 triệu anh em nào mua con này thì ok này. 32 triệu. Ra mua 32 triệu mẫu 9. Mẫu cũ hiện tại xe mới nó đã hơn 32 triệu rồi. Con này 212 coi. 32.900. 32 triệu 9 thì mua con này lợi cũng được chục triệu. Đó. Anh em nào mà đặc biệt những anh em 36 thì mua con này giữ cái biển đẹp. Rất là đẹp luôn nhá cả nhà nhá. Đây nó mới như này này. Mới cứng luôn. Mới cứng luôn. Thì không 200 cây thì khác thì xe mới. Rồi ok. Thật ra nếu mà nhưng mà thôi, không nói.
Rồi, con nào mới về nữa. Đây, cái dàn SH em thấy là mới về này. Ừ. Mấy con màu đỏ kia là SH 2020 à, 21 chứ. Hàng mới về luôn mọi người. Ừ, xong chưa? Ơi, anh đây. Anh này anh mua xe này. Một Winner cho mọi người. Ừ. Rồi, SH đi anh. Rồi, SH. SH thì hôm qua mấy hôm nay thì lúc nào cũng được sự ủng hộ. Lên đường hay, hay là Tết, hay là Tết rồi. Tết nhất là mua sắm này. Đầu tiên giới thiệu từ trong này đi. Đầu tiên con trong cuối cùng này này, con này nó yêu em lắm rồi này. Yêu quá, hôm nay cho nó lên đường yêu, luôn hả? Yêu yêu em lắm rồi này, hôm nay cho lên đường nhá. 77.900.000 là 150 biển số 48. Anh em nào mua em bớt cho 2.900.000, em bán đúng 75 triệu. À đúng 75 triệu, bớt cho 2.900.000 luôn. Đó, anh em nào thích thì anh em cho em nha. Nhập đội nha. 150. Đó, trừ đây 2,9 triệu luôn. Ok chưa? Ghi hẳn luôn rồi đấy. Không có là nó cứ... Rồi, tiếp theo. Biển số 71C1 41223 2018 89.900.000 ạ. 89.900.000. Con này là ABS đấy cả nhà nhé. ABS. Có smart key ABS nha. Ừ, thì đương nhiên rồi. Này là có smart key ABS. Rồi. Rồi tiếp theo là 75.900.000 là 125. Nhưng mà con này nó là thuộc diện nó hàng top hàng cọp rồi cả nhà. Đó. Là biển số 61. 61C1 68847. 75.900.000. Anh chị em nào tới thì em bớt thôi. Không có một vệt chày nào luôn, em cam đoan là mới tinh từ con ốc. Rồi ok. Từng con ốc kia chưa có chọc vít rồi luôn. Rồi. Rồi tiếp theo con màu xám bạc. Ừ. Con này là 86 triệu biển số Sài Gòn. 59K2178162019. Đó, con này là ABS luôn. Rồi. Rồi tiếp theo sang bên đây là con này là con màu đen 2018 81.900.000 bao hồ sơ. 150. Hồ sơ có sẵn à? Đúng rồi, hồ sơ có sẵn, 150. Anh em nào mà mua là rất là ok luôn. Sang tên làm cái vù, trả góp, trả đồ là rất là ấy luôn. Nhanh gọn, anh chị em chỉ cần cầm chứng minh tới là ok. Rồi, tiếp tục là đó, cặp AB màu đỏ là mới về luôn nha mọi người. AB màu đỏ mà 2020-2021 à? AB ở đâu ra? À, có nhầm à. SH SH rồi chú giới thiệu AB hỏng hết. Hỏng hết rồi anh kèm. SH 2020. Con đây là 93.900.000 150 biển số 94D1 49260. Đó. Đó mọi người. Mẫu 2020 gần sang đây. Rồi. Con này là biển số 64 F146757 89.900.000. Đó 150 hết nhá. Còn qua đây nữa là một con màu xanh 95.900.000 đó. 150 luôn, ABS biển số 71. Nếu anh chị em mà mua con này thì nó được giảm rẻ đi được mấy chục luôn. Hàng này bây giờ ngoài 120 rồi. Đúng rồi, ngoài 120, ngoài 120 rồi. Thì thật ra thì nó mới ở salon. Rồi. Qua bên nhắn này nhắn này. Nhắn qua giúp anh cái, nhắn giá qua ra ấy giúp anh cái, anh đang con này là lại. SH nè, ý nha mọi người. Việc lên ấy mà đặc biệt con này đời 2020 mà lên ấy mẫu 150 nha. Con này là được phun dàn áo ý tại hãng, đặt chính hãng luôn đó. Đó. Mà xe của nó là sản xuất là 2020 thắng ABS. Giá là 82.900.000 nhá cả nhà nhá. Không 2.900.000. Rồi, đây còn Vision đây còn vẫn còn rất là nhiều. Vision rất là nhiều, đang giảm 1.900.000. Cái hàng này là giảm 1.900.000 đấy. Đấy hôm qua cũng anh chị em ngày hôm qua cũng ủng hộ được mớ luôn. Rồi. Rồi tiếp tục là còn SH này nữa. Còn SH thôi. Đi như con hết. Này, con này là con LED 2 tầng 2017 chỉ mới 73.900.000 thôi ạ. Đó, 73.900.000. Tiếp theo con bên đây là con mẫu 214-150 biển số 60F12-6461 59.900.000. 59.900.000. Chỉ có 59.900.000, 150. Rẻ không ạ?
quá rẻ luôn chứ gì nữa. Còn con bên đây biển số 75G1182871 nhé cả nhà. Đọc quên không đọc bảng số. Rồi tiếp theo con màu đen này được lên dàn ao Ý. Con này là 150 luôn. 2014 63.900. Có 3.900. Còn cái con mà màu trắng đụng đi. Thấy hả? Đó, anh em nào mình mua con nào thì mình tranh thủ thời gian nha. Mình tới mình liên hệ với, nói chung là bán hết rồi. Đó là những con mới về. Mới về. Và qua đây giới thiệu cả nhà luôn, con này cũng mới về luôn. BX150 biển số Sài Gòn. 59.900 2018, có được không ạ? Có rẻ không ạ? Anh em cảm thấy hợp lý ủng hộ em nhé. Con dàn này là 211 125 211. Như con đỏ trong đây chỉ 22.900 một chiếc. Còn hai con ngoài này nhỉnh hơn 1 triệu là 23.900. Rồi, đó. Ok. Đó, còn SH Mod ở dưới bây giờ nó vẫn còn. SH Mod luôn đi. Quay ở đây. Trong kia còn quá trời mà mấy con mới về kìa. SH Mod để hôm sau đi. Mod. Qua con cái lô ấy kìa. Winner này kêu mới về. Winner rồi mới về kìa. Ok. Quá nhiều luôn mọi người. Quá nhiều luôn. Con này. Con này là bao hồ sơ cho cả nhà mình luôn. 27.9 triệu ạ. 27.9 à? 27.9 triệu. Con nào em bao hồ sơ là em ghi là bao hồ sơ nhé. 27.9 bao hồ sơ. Ừ, bao hồ sơ. Đó, đầu tuần nó về như thế sao mà ngon được mọi người. Quá đỉnh luôn. Màu đỏ hôm qua là cháy hàng luôn, mới cập nhật xong. Lại tiếp 20, tục nữa. 25.900. 25.900. Con này là biển số Đồng Nai. Đỏ đen. Nó đẹp như thế kia cả nhà. Nhìn thấy không? Ui, nó bóng lử luôn. Đó, nhìn bằng mắt mà mình thấy nó bóng lử luôn. Qua tiếp tục em bên này ạ. Con bên đây là con Sơn 3D, biển số 75. Con này bán cho anh em 24.900. 24.900 à? Ờ, biển số nhìn đẹp đẹp nhỉ. 533.95. Hay. Rồi, tiếp tục ẹt đi. Con này nè. Đánh dấu giá này. Đi giá vô để quên mọi người. Ẹt. Con này biển số 78. Biển số 78. Bán là 249 luôn. 249 à? 249 luôn. Rồi. Rồi tiếp tục là ẹt. Mới về Sơn 3D. Gọi là đẹp không tì vết. Biển số 70F2 34734. 34734. Giá nhiêu anh? Giá rẻ thôi. Con này 26.900 2017 ạ. Nó 26.900. On hit nha mọi người. On hit giống như là hết sọt á. Hết sọt. All in. Xe đẹp nhá. Cái này, cái là gọi là all in nhưng mà là nhầm. All in. All in. Đó. Rồi còn AB đây nữa, mới về xong này 25.900 rồi. Biển số 61 nha mọi người, 27 nha, 25.900. Đó, mình cập nhật những con mới về thôi. Winner X. Giá rỉ hả? Winner X giá rẻ, có 24.900 thôi. 24.900. Đó. Rồi. Máy zin. Áo thì hơi xấu tí. Máy zin là được rồi. Thay áo mới. Đó. Đó là những cái con xe mà hôm nay nó mới về đầu tuần nha mọi người. Các bạn nào mình mua thì mình tranh thủ á, bán dữ lắm nha mọi người, như một cái máy. Thì các bạn nào mình xem thì mình nhớ like cho Sĩ cũng như đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông ha. Thì về hàng tới đâu thì mình cập nhật tới đó cho anh chị và các bạn ha. Thì okay. Cũng rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh Sĩ Máy Giá Rẻ cũng như là ủng hộ anh Thắng trong suốt thời gian qua, chắc cũng là hơn 2 năm rồi mọi người. 3 năm rồi. Thì mọi người xem thì anh em nào mà cần có mua xe á, hoặc là có những ai có nhu cầu thì mình cứ chỉ tới cho anh Thắng để mà okay. Ủng hộ anh Thắng nhá. Anh chị em chỉ cần có nhu cầu à. Còn tất cả mọi cái để em lo. Xem cho em cái chứng minh là được. Ok. Chào nhá. Ok, chào mọi người ạ.